1 tháng 5 này đổ bánh khọt cả nhà ăn. Thì nguyên liệu đổ bánh khọt là mẹ xài một bịch đổ bánh xèo, một bịch chiên giòn, đổ với tôm mà mẹ đã cắt đầu cắt đuôi này làm sẵn rồi, với 3 trứng gà kèm theo là đậu xanh hột con nấu luôn nha. Rồi cái một miếng giá để bóp làm trong bột, thì ăn với nước mắm, thì xài tỏi chanh với ớt. Rồi nguyên liệu là muối, đường, bột ngọt với dầu ăn. Bây giờ mẹ sẽ pha bột để đổ đây. Cắt một bịch bánh khọt, bịch bột bánh xèo đó là mình đổ bánh khọt luôn. Rồi bịch chiên giòn, rồi mình đập vô đây 3 trứng gà. Làm cái bột cho nó ngon. Rồi nước dừa mẹ xài nước dảo, còn nước cốt thôi mẹ sẽ thắng. Thắng để ăn chung với nó hả mẹ? Thắng đổ trong bánh luôn. Nè, mẹ xài nước dảo thôi, còn nước cốt để lại hơn mình bỏ bột như mình thắng nước dừa cái mình đổ vô bánh. Vậy con quậy lên đi. Ủa mẹ, nó muốn cái mấy vàng vàng hả? Có, em đi nè. Cái màu vàng vàng có trong đó luôn. Có luôn, làm sẵn luôn. Để mẹ đổ thêm miếng nước nữa. Bột đặc thì con thêm nước nha. Chứ có 3 trứng gà với nước dảo là không đủ đâu. Thêm bao nhiêu nước rồi mẹ? Con thêm nước mà con thấy nó hơ lỏng thôi chứ không phải là lỏng quá là không đổ được, con quậy từ từ. Nước thì không phải quậy bột, con canh từ từ. Chứ còn đâu có nói thêm bao nhiêu nước được. Nói như vậy là còn đặt nè, con thấy không? Thêm một gáo nước nữa là được. Rồi con lại bóp giá, con bỏ vô, con quậy mẹ đi. Bóp giá ra cho nó nát, con bỏ vô đi. Bỏ vô đây. Bánh xèo thì con không làm, nhưng mà bánh khọt thì con phải làm à. Bóp giá nát rồi con. Bỏ ra 2-3 nấm gì á. Được rồi. Mình sắc vô miếng hành nữa. Mình cắt miếng hành lá nhuyễn vô. Này có nêm gia vị gì này nữa không? Nêm muối, đường, bột ngọt vô. Bây giờ con nêm là muối, đường, bột ngọt một miếng thôi. Dằn thôi, tại vì hơn mình ăn nước mắm rồi con nha. Lấy mẹ cái muỗng nha. Nửa miếng muỗng muối thôi nha con. Rồi 2 muỗng đường. Nửa muỗng bột ngọt. Là con quậy hỗn hợp này vô là xong ra rồi. Đổ bánh cọt. Bưng ra ngoài đổ cho nó mát. Ê, mận gì con? Mận gì vậy? Con đang làm gì á? Quạt lửa chi vậy? Làm gì? Chi vậy? Ăn hả? Có hùng tiền không? Con lấy quả hái ghế coi đây một con. Bỏ gì? Miếng đậu trước ha. Xanh con bỏ trước rồi đồ hộp rồi. Ôm giùm con ơi. Mẹ mấy cái giá nhỏ giá nó bự quá vậy. Bỏ vô.
sọt thì ra đây. Lấy cho quậy cái tô đi con. Trà ngon dữ ta. Có người sắp được ăn bánh khọt với tôm rồi. Kêu mẹ lấy cho quậy cái nắp dung đậy nó lại nữa. Nắp dung nhỏ nhỏ đi. Ra đi ngồi quậy đổ cho ăn nè. Chưa. Lấy ghế ngồi đi con. Đó, xong nó cái gì nè, một miếng nó cút vừa vô nữa nè. Ủa. Đi đâu hả? Con đi đâu hả bé? Hả? Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi làm luôn. Đổ nó con. Nào con bỏ cái tay xuống con. Nghe thơm không con? Để nó vàng xíu mà. Vàng vàng nó xíu. Nè. Thấy chưa? Con lại ụp xuống. Đó. À. Có nước cốt dừa nó thấy chưa? Con đừng có quậy đổ bột quá. Con có nhân dùng chân con không con? Cho nhân chân seri, đừng cho nhân chân bon. Bánh khọt mình đổ vậy là xong rồi đó. Bây giờ dọn ăn với rau cải với nước mắm. Cả nhà thấy ngon không? Xem để ủng hộ cho mình nha. Ghi ăn ngon không Ghi? Quá ngon. Ghi rẻ. Mặt như đóng gì vậy. Thịt rau nè. Con rau không?